Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 20 tháng 10, đại diện công an quận Hoàng Mai, Hà Nội thông tin đơn vị đang điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong tại phòng tập gym. Theo đó, vào sáng cùng ngày, một người đàn ông đang tập gym tại phòng tập ở khu đô thị trên địa bàn thì có dấu hiệu bất thường về sức khỏe và bất tỉnh sau đó. Khi lực lượng y tế đến, người này đã tử vong. Nhận được tin báo, công an quận Hoàng Mai có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng pháp y khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân tử vong. Cùng ngày, mạng xã hội cũng lan truyền các nội dung liên quan. Theo đó, người đàn ông đến tập bất ngờ ngất xỉu. Người đăng tải bài viết cho rằng, quản lý và nhân viên của phòng tập không gọi và cũng không cho mọi người trong phòng gọi cấp cứu mà yêu cầu tự sơ cứu bằng tay ngay tại chỗ. Sau khoảng 30 đến 40 phút, việc sơ cứu không đem lại tác dụng và nạn nhân đã tử vong tại phòng tập. Đáng nói, phòng tập trên chỉ cách bệnh viện khoảng 650m. Người thân của nạn nhân sau đó đã đến phòng tập, yêu cầu được gặp quản lý và nhân viên có mặt tại thời điểm nạn nhân tử vong. Tuy nhiên, những người này không xuất hiện. Nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.